Xin chào, thiện đội câu Nhật Bản xin chào anh em cần thủ gần xa nha. Chịch quá thì cũng ngại lên video clip, tại vì cũng vận chuyển thấy anh em cũng bị cấm này nọ nên thì ít lên video clip. Hôm nay thì lên lại lô này là lô 11 cây cán vợt nha, rồi cái này là nhôm với lại phíp nha. Thì phí bên đơn hàng bên thiện là gồm đơn hàng cộng 35.000 tiền ship, nếu anh em lấy 3 cây thì phí ship cho anh em luôn. Rồi thì lên cây đầu tiên nha, cây này là cây phíp. Đây, cái này là cái phíp. Phíp. Cây này thì 1m2 thôi, 1m2 ren ren 8, gốc thì 19, nặng 90 g. Đây. 90 g. Ok. Cây này giá 100.000 cộng ship nha anh em. Cây thứ hai thì cây này là 3m. Ngoại hình xấu, nói chung là ngoại hình xấu quá rồi, không có đẹp lắm. Đó, ngoại hình xấu, nước chày chụa này nọ nhưng mà vẫn còn cứng nha, không có đến nỗi nào đâu. Đây. Cây này thì để cây này thì 3 m, nặng 700 g lận. Đây, 3 m nặng 700 g. Ren của nó ren 12 nha, gốc 35. Cây này để cho anh em 50.000 thôi, làm gì làm. Đó, anh em treo chim hay gì cũng được, ok nha. Cây thứ ba thì là cây cũng này là cây phíp luôn. Cây này thì nó bị chấp cái keo á, chấp lớp keo chứ nó cũng chả bị ảnh hưởng gì nha, chấp lớp keo thôi. Chấp lớp keo, đây. Đây. Cây này thì dài 3 m. Ren nó đen 8 thôi, nặng 300 g. Gốc thì 28, phi 28, gốc 2 phi 28. Cây này để cho anh em 100.000 cộng ship. Cái thứ tư là cây này thì Thiện nhìn nó cũng là giống như cán vợt vậy mà cũng không biết phải không. Đây, nó bấm bấm này nè. Cái này thì 17 nha, cái này thì 17 ly nha. Cái này giống như 17 ly này, gắn vợt của nè. Không nhớ không nhầm thì gắn cán vợt ở đây 17. Này là 17 ly. Chiều dài của nó là 1m8. Góc cầm tay là 22 ly. Cây này các bạn thấy cái này bằng nhôm nha. Cây này bằng nhôm nha. Gọn đây. Bằng nhôm nha. Cây này để cho anh em 50.000 thôi, không biết làm gì để cho anh 50.000 thôi. Rồi, cây thứ tư. Ồ, cây thứ năm chứ. Cây thứ năm, đây, cây thứ năm. Cây này ngoại hình xấu nè. Hình xấu. Mấy cái này đa số giống nhau thôi, mấy khúc cuối này đa số giống nhau thôi. Gỡ ra ok nha. Ngoại hình xấu đây. Chứ là ngoại hình cũng không đẹp lắm. Cây này là 1m8, nặng 200 g, phi gốc là 22, ren là ren 8 nha. Cây này để cho anh em 70.000 cộng ship. Ok, anh em muốn thấy rõ hình thì anh em có đặt số Zalo nằm bên góc màn hình nha. Rồi, cây này là cây số 6. Đây là cây số 6, cũng xấu luôn. Cây này cũng giống y chang cây kia luôn. Xấu, nói chung là cũng không đẹp. Đây. Trong xấu chạy chuyện, nói chung là cũng chóc sơn thôi. Mấy cái này là bằng nhôm mà chóc sơn cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Mấy cái này lần sau là bằng nhôm hết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Cái này để cho em 70.000 luôn. Cái này 1m8, cũng gốc 22 và ren 8 luôn, 200 g luôn. Rồi, cây số 7. Cây số 7 này ngoại hình cũng không đẹp lắm. Đây, ngoại hình cho anh em thấy đây. Ngoại hình đó, ngoại hình là vậy đó. Gỡ ra ok nha. Đây, cũng không đẹp lắm. Cây này thì để 80.000. Cây này cũng 1m8, 200 g và gốc 22 luôn, 8 luôn. Cây này 80. Ít chày xước hơn mấy cây kia, này 80. Mua 3 cây là phí ship nha anh em. Rồi, cây số 8. Cây số 8 này cũng 80.000, 1m8. Đây, ok. Ngoại hình thì cũng không đẹp lắm đâu, mà nhôm mà, cái này bằng nhôm thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Anh em chỉ làm cán vợt thôi. Nhôm cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Cái này cũng 1m8, ren 8, 200 g và gốc 22 luôn. Cái này đen 80 cộng ship. Đây. Cây số 9. Đây, cây số 9 này. Nhưng mà hình đẹp hơn một tí.
Nói chung là cũng được đỡ hơn một tí mấy cái kia thôi. Cây này thì 1m8, nặng 150 gram. Gốc thì 22, rễ cũng rễ 8 hết nha. Mấy cây này đa số rễ 8 hết. Nên em về chế chế vợt là chưa được nha. Cái này để cho anh em 100 ngàn. Cái này hơi đẹp một tí, để anh em 100 ngàn. Ok, cái này cũng 100 ngàn, 1m8 đây. Đây, nó uống nè, 1m8. Còn cũng ok, còn khá mới. Nói chung là còn cũng đẹp, ok, không có anh cũ. Đây, nhỏ nè. Đấy, 1m8. Đây là 1m8, 200 gram, gốc cũng gốc tầm 22 thôi, ren vùng này là ren 8 hết, đa số này là ren 8 hết. Anh em muốn xem rõ hình thì cứ đặt Zalo nha, mình gửi hình nhé. Tại vì quay clip thì nó lâu lâu nó cũng bắt nét chậm á, nó cũng không bắt nét chuẩn cho anh em coi. Đó, ren ở đây. Rồi, cây số 11. Đây cây 11. Cây này thì còn đẹp. Đây, nói chung là cái này còn ok đẹp. Để cho anh em cái 11 đây. Mà nó nhìn sơ nha. Để bắt nét dạo hay yếu quá. Đây. Cái 11 này để cho anh em 1m8 luôn, nặng 250 gram. Gốc thì 23 ly, ren 8, để cho anh em 120 ngàn nha, cộng ship nha, cái 11 trăm ngàn. Rồi, ok, cảm ơn anh em, chào tất cả anh em nha, hẹn gặp lại tất cả anh em.